Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì mời các bạn đến với bản tin sáng sớm ngày hôm nay, 20 tháng 6 với phần cập nhật lịch thi đấu Euro 2024 trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong ngày hôm nay 21 tháng 6 thì Euro tiếp tục lại diễn ra ở các bảng B và bảng C. Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, ở tại bảng C, Slovenia sẽ gặp đội tuyển Serbia. Trận đấu với Serbia có thể coi là trận chung kết với Slovenia. Nếu giành chiến thắng thì Slovenia có thể nghĩ đến việc là đi tiếp vào vòng trong. Còn nếu không thì Slovenia rất dễ dừng bước ngay từ vòng đấu bảng do phải gặp ứng viên vô địch đội tuyển Anh ở lượt cuối cùng. Dù được đánh giá trội hơn so với Slovenia, nhưng thành tích đối đầu của Serbia ở cặp đấu này là rất kém. Trong lịch sử thì Serbia đã chơi 8 trận trước Slovenia nhưng chỉ thắng 1, họ hòa 6 và thua 1 trận còn lại. Chính vì vậy mà dù có được giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu tới thì có lẽ Serbia cũng không thể thắng cách biệt. Tiếp đến cũng ở tại bảng C vào 0 giờ 23 giờ ngày hôm nay 21 tháng 6, đội tuyển Đan Mạch sẽ gặp đội tuyển Anh. Tam sư chơi không thực sự quá thuyết phục trong trận ra quân với Serbia. Bây giờ khi đối đầu với Đan Mạch, họ dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Đan Mạch đã gây nhiều khó khăn cho Tam sư trong những lần đối đầu gần đây. Bây giờ thì khi đang rất cần điểm để đi tiếp, họ hứa hẹn sẽ tiếp tục làm điều đó. Tuyển Anh không nhất thiết là phải thắng Đan Mạch. Một trận hòa cũng đủ giúp họ đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp. Còn với đối thủ của họ, Đan Mạch, một điểm trước đội được đánh giá cao hơn có thể coi là thành công trước khi họ quyết chiến với Serbia ở lượt cuối. Ở tại bảng B vào 0 giờ 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 6 thì trận đấu được coi là trận siêu kinh điển. Tây Ban Nha sẽ tiếp Italia. Tây Ban Nha và Italia cũng là những đối thủ quen mặt với nhau ở Euro. Đây là kỳ Euro thứ 5 liên tiếp mà họ chạm mặt nhau. Italia đã loại Tây Ban Nha ở hai kỳ Euro gần đây nhất đều nhờ loạt luân lưu. Nhưng trước đó thì Tây Ban Nha cũng là người có được nụ cười chiến thắng trước Italia khi loại đối thủ này trên chặng đường giành hai chức vô địch Euro liên tiếp. Ở Euro năm nay, hai đội thi đấu là rất cẩn thận khi chạm mặt nhau. Bằng chứng là 4 trong 7 lần gặp gỡ gần đây ở Euro giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa. Ở lượt tới, tìm ra được đội giành chiến thắng chung cuộc cũng thực sự là rất khó khăn. Và tất cả sẽ có câu trả lời sau trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì cựu tuyển thủ đội tuyển Anh là Stuart Pearce đã kêu gọi huấn luyện viên Gareth Southgate hãy sử dụng Eze để thay cho vị trí của Phil Foden ở bên cánh trái trong trận đấu gặp Đan Mạch. Còn nhớ, đội tuyển Anh đã giành thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Serbia ở trận ra quân tại bảng C của Euro 2024. Nhưng đó là trận đấu không quá thuyết phục của Tam sư. Họ có quá ít cơ hội để ghi bàn. Những ngôi sao tấn công được huấn luyện viên Gareth Southgate sử dụng đều gây thất vọng. Phil Foden gần như là hoàn toàn mất hút trên hàng công của tuyển Anh. Anh không ghi bàn, không kiến tạo và không có nổi cú dứt điểm trúng đích hay là pha dây bóng thành công nào hoặc là đường truyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Cựu ngôi sao tuyển Anh là Stuart Pearce đã kêu gọi huấn luyện viên Southgate sử dụng Eze để thay cho Phil Foden ở cánh trái trong trận đấu tới đây gặp Đan Mạch. Trước Serbia, tuyển Anh gần như là chỉ tấn công ở cánh phải. Bên cánh trái của Phil Foden là không chứng tỏ được nhiều. Không có cuộc tấn công nào ở bên cánh trái. Kieran Trippier rõ ràng là một hậu vệ trái thuận chân phải và không thể hiện được gì khi dâng cao. Phil Foden cũng không thường xuyên đá cánh trái, đó không phải vị trí giúp cậu ấy phát huy hết những khả năng của mình. Tôi nghĩ đội tuyển Anh cần phải thay đổi trước Đan Mạch. Tôi muốn thấy Eze ra sân ngay từ đầu ở bên cánh trái. Cậu ấy có kỹ thuật, có tốc độ và khả năng giữ bóng tốt. Cậu ấy sẽ gây ra nhiều vấn đề cho hàng thủ của đối phương. Đội tuyển Anh có Saka xuất sắc bên cánh phải. Và tôi cũng muốn đội tuyển Anh phải có lựa chọn tốt hơn ở cánh đối diện. Trong khi đó, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã đưa ra bình luận gay gắt về tầm nhìn của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Serbia. Ten Hag cáo buộc huấn luyện viên người Anh đã dựa vào khoảnh khắc để giành chiến thắng. Cụ thể thì cú đánh đầu trong hiệp 1 của Jude Bellingham đã mang về cho Tam sư trọn vẹn 3 điểm. Nhưng chiến thắng này có vẻ là vẫn chưa làm hài lòng người hâm mộ, đặc biệt là trong hiệp 2. Huấn luyện viên của MU Erik ten Hag mô tả tuyển Anh đã rất thụ động trong bài phân tích sau trận đấu về cuộc đụng độ ở bảng C. Phát biểu với đài truyền hình NOS của Hà Lan, thuyền trưởng của Man United cho biết: "Trong hiệp 1, tôi thực sự là thích thú với Jude Bellingham. Anh ấy đã nắm tay đội tuyển Anh và nâng họ lên một tầm cao hơn." Đội tuyển Anh chơi rất thụ động,
đó là tầm nhìn của huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate. Đội tuyển Anh dẫn trước 1-0, sau đó ông ấy quyết định bắt đầu đánh bạc bằng cách siết chặt đội hình và dựa vào khoảnh khắc trong những phút còn lại của trận đấu. Thực tế thì rõ ràng là những lời nhận xét của Ten Hag là có cơ sở khi ở hiệp 2, đội tuyển Anh đã để cho Serbia kiểm soát bóng ngang ngửa với tỷ lệ 49%. Bên cạnh đó, Serbia cũng tung ra 4 cú dứt điểm gấp đôi so với những gì mà Tam Sư làm được. Southgate là một trong những ứng cử viên được yêu thích để thay thế cho Ten Hag tại Man United. Thế nhưng cuối cùng thì cho rằng là không ai tốt hơn Ten Hag vào lúc này ở lại, và đó là quyết định cuối cùng của MU. Trong buổi trả lời phỏng vấn, huấn luyện viên người Hà Lan đã mở lòng về tương lai của mình trong lần xuất hiện hôm Chủ nhật trên truyền hình của Hà Lan. Man United và tôi vẫn phải tìm một thỏa thuận cho hợp đồng mới. Việc này không dễ thực hiện, chúng tôi vẫn phải nói về vấn đề này. Man United nói với chúng tôi rằng họ đã nói chuyện với Thomas Tuchel, nhưng cuối cùng họ đi đến kết luận rằng đã có người quản lý tốt nhất. Ten Hag cũng xác nhận là anh đã gặp quan chức câu lạc bộ ở Ibra để nói chuyện về tương lai của mình. Man United đã làm phiền kỳ nghỉ của tôi. Họ đột nhiên đứng trước cửa nhà tôi. Họ là những người mới trong bóng đá. Việc phản ánh mùa giải là điều bình thường. Không có gì bí mật khi họ đã nói chuyện với nhiều ứng viên. Ở Hà Lan thì điều này là không được thực hiện. Trên thực tế, nó thậm chí còn không được phép. Nhưng ở đây, ở Anh, họ có quy tắc và luật lệ khác. Các bạn thân mến, dẫu sao thì Ten Hag cũng đã chắc chắn ở lại MU. Việc theo dõi Euro cũng sẽ giúp cho Ten Hag nhắm được những cầu thủ chất lượng cho đội hình của mình. À, kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đã bắt đầu diễn ra và hiện là đang nóng lên từng ngày. Liệu tới đây thì MU sẽ có con bài nào cho mùa bóng mới 2024-2025? Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây huấn luyện viên Stojkovic của đội tuyển Serbia cho rằng đội bóng của ông không đáng phải nhận thất bại trước đội tuyển Anh. Cụ thể, chia sẻ với phóng viên sau tiếng còi mãn cuộc thì huấn luyện viên Stojkovic cho biết đó là một trận đấu rất hay, chất lượng cao của cả hai đội. Đội tuyển Anh là một đội rất tốt và mạnh, nhưng chúng tôi đã chơi một trận đấu dũng cảm, phong cách bóng đá mà chúng tôi hướng đến. Với những gì thay đổi, chúng tôi đạt được mục tiêu mong muốn với việc kiểm soát bóng và khiến đội tuyển Anh phòng ngự. Tôi tự hào về những gì mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi không đáng thua, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đi tiếp. Tất nhiên thì tôi không hài lòng về kết quả này, nhưng nó là như vậy và chúng tôi có đủ thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể trước Slovenia. Chúng tôi phải thắng trận đấu đó. Tôi xin chúc mừng tất cả các cầu thủ trong trận đấu vừa qua. Không có sự thất vọng nào ngoài kết quả. Tôi không thích thua cuộc, nhưng đó là một phần công việc của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.